tổng giám chế Trương Chỉ Khê, chế tác Cao Tân Kiệt, Chung Khải Đặc, đạo diễn Quách Hổ, Nhậm Hải Đào, trang phục Phương Tư Triết, hóa trang Tăng Minh Huy, mỹ thuật Thiệu Sương Vĩnh. Với các diễn viên Trương Chỉ Khê trong vai Vân Thiện Nguyệt, Đồng Mộng Thực trong vai Dung Cảnh Đông, Hướng Hạo trong vai Dạ Kinh Nhiễm, Trình Nghiên Thu trong vai Thác Bạc Hiệp Thiền, Vương Hạo Tranh trong vai Dạ Thiên Vật, Lý Nhược Gia trong vai Tần Ngọc Ngân, Trương Mặc Tích trong vai Liễu Nhân Nhân, Trương Anh Triết trong vai Dạ Cảnh An. Bộ phim Sáng Như Trăng Trong Mây, tập 39. Đây là tin cơ mật đó, làm sao tận tướng quân có được vậy? Mỗi người có cách riêng mà. Đây chỉ là trò vặt vãnh, không đáng nhắc tới. Nếu như vương gia thấy có điều gian trá thì chỉ cần kiểm tra bút tích sẽ biết được thật giả. Chỉ là hạ quan cảm thấy, nếu như để cho nghiệt chủng này lớn lên, sau này nhất định sẽ như nuôi ong tai áo. Nói không chừng hắn còn đòi lại nợ máu từ vương gia đó. Không thể không phòng lại. Bổn vương lại muốn xem là ai sống lâu hơn. Hôm nay hoàng thượng lệnh cho ta điều tra vụ án mưu phản của Mộ Dung phủ. Ta lo lắng không cần biết chân tướng thế nào, Mộ Dung phủ sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trưởng tử của nhà Mộ Dung, nếu thật sự là thái tử của Kỳ quốc, thì chúng ta cũng không thể nhúng tay vào được. Cha, năm đó Thiên Thánh lưu truyền câu nói sinh đôi chẳng lành. Khi con sinh ra Duệ Nhi và Thiển Nguyệt, nếu không phải có Mộ Dung tướng quân âm thầm cứu giúp, thì Duệ Nhi không thể an toàn tới được Nam Lương, được huynh trưởng của con nhận nuôi. Bây giờ nhà Mộ Dung gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày trước Nam Lương Vương gửi thư tới, đã nói gì vậy? Ca ca nói dạo này sức khỏe mẫu phi không được tốt, có chút lo lắng. Dù biết lời thỉnh cầu này là không thể hợp quy tắc, nhưng vẫn mong phụ vương niệm tình con một lòng hiếu thảo. Xin hãy để con được về Nam Lương thăm mẫu phi. Đi đi. Vân vương gia tìm hết mọi cách cản trở việc xử lý Mộ Dung gia. Không chỉ không tin Mộ Dung gia tạo phản, tới cả chuyện Mộ Dung gia giấu giếm thái tử Kỳ quốc cũng có thể thay trắng đổi đen. Nói không thành có, mật thư bổn vương đã giao cho bệ hạ. Từ đó có thể thấy, Vân vương gia này nhất định có cấu kết với Mộ Dung tướng quân từ lâu. Hoàng thượng đã xem thư rồi, cả đêm không ngủ, không nhắc chữ nào. Bệ hạ không phải không nghi ngờ, chỉ là không hạ quyết tâm mà thôi. Vậy nên chuyện này vẫn phải nhờ cậy vào công công. Nếu nói như vậy, vương gia muốn ra tay trước sao? Nếu như Mộ Dung phủ bao che cho thái tử Kỳ quốc, vậy thì cùng tiêu diệt hết bọn chúng, trừ cỏ tận gốc. Chuyện này bất kỳ ai làm cũng không hợp lý.
chỉ có thể do công công làm. Ở Hoàng Thành, nói về võ công và mưu lược, có ai hơn được công công chứ? Nghe ý của vương gia là muốn uy hiếp ta sao? Đâu dám, đâu dám. Chuyện của Lan Phi, ta đúng là đã động chân tay một chút. Nhưng mà một nữ tử dân gian thân phận ti tiện, độc sủng hậu cung, vốn đã là sai lầm. Còn sai nữa là cô ta còn sinh ra ám long của Dạ thị, vậy nên cô ta không thể sống. Đây cũng là chuyện ta có lỗi với hoàng thượng nhất. Nhưng ta không hối hận. Chuyện này chỉ có một mình Tiêu Phi biết. Cô ấy nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Ai mà không biết chút tính toán đó trong lòng vương gia chứ? Ngài kiên về Mộ Dung tướng quân như vậy, không phải là sợ sau này địa vị của hắn ta trong triều được củng cố, sẽ tính toán món nợ máu năm đó của ngài? Ta không cần biết Mộ Dung gia làm phản thật hay không, chỉ cần có thể chứng minh đứa nhỏ đó là nghiệt chủng của Kỳ quốc. Bọn chúng còn sống sẽ uy hiếp tới hoàng thượng, sẽ uy hiếp tới giang sơn của thiên thánh. Ta giúp ngài cũng là vì giang sơn xã tắc của hoàng thượng. Nhưng mà chỉ lần này thôi, sau này ta và ngài là cầu, đường là đường, mãi không qua lại được. Chỉ cần có thể làm cho Mộ Dung gia vạn kiếp bất phục, sau này ta và ngài không cần qua lại nữa. Tạp gia xin cáo từ. Nhanh lên, bên này. Mau chạy đi. Nè con. Này, dì nương, mau đi. Dì nương, mau đi đi. Dì nương. Gia gia con biết được Mộ Dung tướng quân gặp nạn, lệnh ta và mẹ con tới cứu. Nhưng đáng tiếc, bọn ta tới muộn một bước. Mộ Dung phủ không chết thì cũng bị thương. Mẫu thân con đi tìm vị trí trưởng tử của Mộ Dung tướng quân, vì để bảo vệ cậu ấy tránh bị đuổi giết, nên đã chết trong tay Ngô Ngu. Từ đó về sau, ta đã xuất gia. Còn gia gia con không muốn để những ân oán này cứ mãi không ngừng, nên nhanh chóng kết án, nguyện gánh vác tất cả tội danh. Không ngờ rằng nhiều năm sau lại xảy ra chuyện rắc rối thế này. Hóa ra di nương năm đó cứu ta chính là mẫu thân của Thiển Nguyệt.
Cái chết của lão vương gia, thượng quan cũng nói với ta rồi, không liên quan gì tới cậu và mặt cát cả. Ta biết được Cảnh Thế Tử chọn con đường giống như lão vương gia, gánh vác tất cả hiểu lầm, không muốn để ân oán tiếp tục tiếp diễn. Thật lòng thật dạ, không có gì bất đồng. Hai con đều có tình cảm với nhau, trần duyên còn chưa hết. Nếu như hiểu lầm đã được làm rõ, nên trân trọng mới đúng. Hơn nữa, hai con còn có con nữa. Thằng bé nên trưởng thành có phụ thân kề bên, chứ không phải giống như bần tăng cốt nhục phân ly. Đã lâu lắm rồi không làm tròn trách nhiệm của người cha đối với đứa con của mình. Cha, ta có thể ôm con không? Lăng Nhi, A Di Đà Phật. Đi thôi, đi thôi. Hôm nay tế nguyệt đường lại phát thuốc miễn phí cho người nghèo rồi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Chuyện này là huynh kiến thức hạn hẹp rồi. Tế nguyệt đường là y quán tốt nhất trong thành chúng ta đó. Bọn họ không chỉ y thuật cao minh giúp chúng ta chữa trị các bệnh, còn là người hành nghề y có lòng nhân đức nữa. Vậy đi thôi, mau đi nhận thôi. Nghe nói đường chủ tư dung vượt bậc, giống như cửu thiên thần tiên hạ phàm vậy đó. Thật không? Thật mà, ta cũng muốn đi xem sao. Anh tuấn lắm đó. Đây là thuốc tứ quân tử đường chủ, bọn ta tự mình kê đơn. Dùng thuốc theo đơn, có thể tăng đàm bổ khí. Mọi người, từng người nhận một nha. Ai cũng có phần, phía sau xếp hàng vào. Ai cũng có phần. Đa tạ. Bà cô của ta ơi, nàng không ở nhà ngồi đợi, chạy tới đây làm gì? Ta làm chút điểm tâm mang qua cho mọi người. Bà cô của ta, ở đây nhiều người như vậy, lỡ không may đụng trúng nàng thì sao? Coi chàng căng thẳng chưa kìa, tới mức đó không? Tới chứ, đương nhiên là có rồi. Đây là con của chúng ta đó. Mau về đi, điểm tâm thì đợi ta về nhà rồi ăn. Chàng mơ đi, ta không phải làm cho chàng ăn đâu. Ta làm cho Lăng Nhi đó. Còn nữa, sổ sách hôm qua chàng lại tính sai rồi. Uổng công chàng để đi theo thượng quan đại ca bao nhiêu năm như vậy, không học được chút bản lĩnh nào của người ta hết. Biết tính sổ sách có là gì chứ? Thượng quan đại ca cứ bám riết không cần, đi theo ngọc các chủ, còn phải nuôi sống hơn trăm mạng người trên dưới mặt cát. Ta thấy sớm muộn gì huynh ấy cũng chẳng còn gì đâu. Chàng hiểu gì chứ? Không tiếp để nữ tử tiêu tiền mới là nam tử hán, dù sao cũng tốt hơn chàng. Tiền của ta không phải ở hết chỗ ngưng tử rồi sao? Tiểu thư, sao muội lại qua đây? Nào, mau lên, qua đây nghỉ chút đi. Bây giờ muội là người đã có thai, phải cẩn thận một chút. Không cần cẩn trọng như vậy đâu. Vậy không được, nếu như muội có mệnh hệ gì, Huyền ca sẽ không tha cho ta đâu. Huynh ấy suốt ngày lo lắng lung tung, đừng để ý tới huynh ấy. Đây là điểm tâm muội làm cho Lăng Nhi. Lăng Nhi đâu? Vừa rồi vẫn còn ở đây. Mới một lúc thôi, không biết đã đi đâu rồi. Giống như trước đây, dùng thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi cho tốt, uống đủ số ngày, vậy sẽ khỏi bệnh. Đa tạ đường chủ. Có y quán như các cậu, y thuật cao minh lại không thu tiền khám, đúng là phúc của lão bách tính chúng ta mà. Không cần đa tạ, đi thông thả. Đa tạ. Lăng Nhi, lại nghịch ngợm rồi.
Còn đứa nhỏ này. Mẹ, cha hung dữ với con kìa. Hung dữ đúng lắm. Ai bảo con dọa bà chứ? Là con giúp cha chữa bệnh cho bà đó chứ. Chữa bệnh gì? Vậy con nói xem, con giúp cha xem bệnh thế nào. Can khí ứ động, vui vẻ thoải mái, bớt phiền muộn. Con giỡn cho bà cười. Bà vừa cười khí huyết cũng khai thông hơn đó. Vậy là chữa khỏi rồi. Còn đó, lời cha con nói con đúng là nhớ hết luôn. Đầu óc thông minh đó chứ. Điều này thì đúng. Mẹ ơi, con đi chơi đây. Thông minh giống ta đó. Sao chàng lại tự luyến như vậy hả? Đừng nản lòng, cũng có chỗ giống nàng mà. Vì vậy nghịch ngợm ngang bướng. Đáng ghét, ta đâu có vậy. Nhìn bản lĩnh thằng bé nghịch ngợm tới mức dời sông lấp bể. Gà chó không yên như vậy. Không phải giống hệt như quận chúa ăn chơi năm đó hay sao? Nhưng mà ta thích. Đáng ghét. Các người tay chân nhanh nhẹn lên. Động tác nhẹ nhàng thôi. Làm hỏng đồ gì thì đền cho ta theo đúng giá đó. Đợi chút đã. Tiểu thư, xem người chảy mồ hôi kìa. Lỡ như làm bẩn miếng gấm thì sao? Đừng dùng tay. Lần sau chú ý chút nha. Đa tạ tiểu thư. Lần sau ta sẽ chú ý. Số hoa này đừng chuyển vào trong nhà nữa. Cứ đặt trong sân là được. Cứ để chúng tắm trong ánh mặt trời của Vân Vương phủ chúng ta. Số hoa này là có thể thêm phúc đó. Dạ. Hai người cười gì vậy? Không làm việc đi. Đại tiểu thư không giống như trước đây nữa. Vừa đấm vừa xoa. Có phong thái của người trưởng quản rồi. Chỉ là giơ tay nhấc chân có một chút ngang ngược. Không ngờ nguyện vọng bao nhiêu năm của Vân Hương Hà ta cứ vậy mà thành. Ta thật sự trở thành người trưởng quản của Vân Phủ rồi. Gia Gia, người nhìn thấy không? Hương Hà sẽ cố gắng. Mà đại tiểu thư, người định cả đời đều ở Vương Phủ sao? Muội không nói ta cũng quên mất. Ta bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ thiếu một đan quân thôi. Ta còn phải nghe lời Thiển Nguyệt, đọc thêm nhiều sách, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy ta mới có khả năng cùng phu quân tương lai của ta vượt qua mỗi một ải khó trong cuộc đời này. Cứ tưởng mọi người nói tạo ra làn sóng chấn động một thời, vô số bản sao được đánh giá tốt đều là phóng đại. Không ngờ chẳng những huynh ấy sống cuộc sống giang hồ tự do tự tại mà còn viết lại nữa. Cô nghĩ kỹ rồi à? Huynh nói đúng. Con đường phục quốc và cuộc thảm sát của Dạ Thiên Vật thật ra không khác gì nhau. Bây giờ không ai muốn gì cả. Chỉ hy vọng các huynh đệ mặt khác, Thái tử Điện Hạ, Còn có bách tính thiên hạ đều có thể bình an, sống ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Không thể hoàn thành di nguyện của cha cô cũng không sao à? Sống bình an quan trọng hơn tất cả. Yên tâm đi, có ta đây. Với cách thức buôn bán bao năm nay của ta cho công tử, nuôi sống năm mặt cát cũng không thành vấn đề. Bận rộn cả ngày, vất vả cho tướng công của ta rồi. Thiên tử đã khôn lớn, trở thành quân chủ trẻ tuổi anh minh, dung phong tiếp quản đất phong của kỳ quốc cũ. Nghe nói tính tình trầm ổn hơn nhiều, ân ái hòa thuận cùng công chúa thiên thánh Dạ Khinh Đoản. Trước đó liên hôn, Ngọc cô nương vẫn theo mặt cát quy ẩn giang hồ. Theo ta biết được, Thượng quan Minh Nguyệt lúc nào cũng bên cạnh cô ấy. Còn về có thành đôi hay không thì ta không biết. Đôi phù thê Thái Liên và Huyền Ca cũng sống hạnh phúc tốt đẹp. Tính thời gian có phải sắp sinh rồi không? Đúng đó, hai người họ sắp sinh rồi.
cũng tốt. Lăng Nhi lại có thêm một người bạn, ngay cả nhà đầu Hương Hà bây giờ cũng đã cai quản cả nhà Vân phủ, còn làm đâu ra đó nữa. Thiển Nguyệt, mùi nghĩ xem, đám người bọn họ có nơi có chốn, chỉ ca ca ta lẻ loi một mình, chua xót biết bao. Nhưng đừng nhớ ta, ta cũng chuẩn bị đi tìm hạnh phúc thuộc về ta rồi. Thiển Nguyệt, muội nhất định phải cầu nguyện cho ca ca chuyến này thuận lợi như ý. Chàng nghĩ ca ca và Diệp Thiến, liệu họ có tìm được hạnh phúc thuộc về mình không? Tất nhiên họ sẽ hạnh phúc giống như chúng ta. Con không nhìn thấy gì cả. Cha, mẫu thân, hai người tiếp tục đi, dù sao con cũng quen rồi. Đứng lại. Con trai của chàng đúng là đứa lanh lợi, giống người mẹ lanh lợi của nó. Chẳng phải có người cha ghê gớm như chàng sao? Tiểu Lăng Nhi của ta, mỗi tối cha và mẫu thân ôm con ngủ, có phải hạnh phúc lắm không? Ngủ rồi hả? Ngủ ngon lắm. Bây giờ có chàng và Lăng Nhi ở bên cạnh, tiếp cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy chúng ta tiếp tục hạnh phúc như vậy nha. Chàng biết không, khi nãy nghe chàng kể chuyện ru ngủ cho Lăng Nhi, thiếp liền nghĩ, nếu ở chỗ chúng ta có búp bê vải chuyên kể chuyện ru ngủ cho trẻ con ở bên cạnh nó, rồi còn có đèn lồng xoay chuyển theo âm nhạc, nếu Lăng Nhi có những thứ này chắc chắn sẽ vui lắm. Nàng muốn treo đèn lồng phải không? Vậy ngày mai ta đi làm. Được. Vậy chúng ta cùng nhau bắt tay làm một cái cho Lăng Nhi, có được không? Nghe theo nàng. Thằng bé này lớn lên không vừa đâu. Nào qua đây, mẫu thân coi coi, sao còn vẽ mặt thành mèo con rồi? Tiểu tử xấu xa, cha cứu con, mẫu thân đánh con. Muốn cha cứu con à? Cha nói con biết, lần này cha cũng không cứu nổi con, bởi vì ở nhà chúng ta mẫu thân con là lớn nhất. Thái tử phi, để cho nàng xử phạt. Hóa ra cha trọng sắc khinh con như vậy. Không phải. Tranh con đứng lại cho cha. Con phải vẽ mọi người trong phủ thành mèo con. Chàng xem chàng chiều hư con kìa. Nương tử, nào, xem mặt nương tử của ta bị vẽ lem rồi. Sao hôm nay ân cần vậy? Vết mực này không chùi được, lát nữa dùng nước rửa sạch. Ân cần? Ngày nào mà ta không ân cần? Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nhắm mắt lại, ta sẽ nói nàng biết. Đừng tưởng thiếp không biết chàng muốn làm gì. Bị nàng đoán trúng rồi. Đúng là khó mà đề phòng. Cẩn thận bị Lăng Nhi nhìn thấy. Coi cái mặt lem kìa. Đèn lồng này làm đẹp thật đó. Lăng Nhi, có đẹp không? Dạ đẹp. Còn xem cái đó là gì? Ngôi sao. Ngôi sao à? Vậy còn cái kia? Quả chuối. Quả chuối à? Vậy còn cái này? Cái này, nói cha biết, cái này là gì? Thỏ con. Thông minh quá. Để cho ta.
Chàng còn nhớ không? Chúng ta cùng nhau ngắm đom đóm ở đây. Lúc đó tuy chàng có thái độ lạnh nhạt với thiếp, nhưng có thể cùng ngắm cảnh đẹp với chàng cũng rất là hạnh phúc. Ta có thái độ lạnh nhạt với nàng lúc nào? Nàng nói oan cho ta quá. Nàng biết không, từ lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã bị nàng thu hút sâu đậm rồi. Nàng biết không, mỗi lần ta kiên quyết đuổi nàng, không cho ở bên cạnh ta, thật ra trái tim ta đau đớn lắm. Chỉ đáng tiếc ánh sáng đom đóm yếu ớt, chỉ có đêm tới mới nhìn thấy. Tuy hạnh phúc nhưng thoáng cái là mất. Thiển Nguyệt, sao nàng lại nói vậy? Câu này không giống phong cách nói chuyện thường ngày của nàng. Từ khi nào nàng trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Ta có điểm nào không tốt bạc đãi thái tử phi của ta sao? Không có. Có chàng và Lăng Nhi ở bên cạnh, ngày tháng như vậy, dù chỉ là một ngày, thiếp cũng thấy hạnh phúc. Không đủ, mãi mãi không đủ. Dẫu cho trọn đời trọn kiếp, ta vẫn chưa thỏa mãn. Ta muốn nàng đời đời kiếp kiếp đều làm nương tử của ta, được không? Bà cô của ta ơi, nàng phải cẩn thận chứ. Chuyện này để ta làm được rồi. Thiếp không sao. Sao lại không sao? Ta hỏi thử con trai cưng của ta, còn nói xem, có phải mẹ không tốt với con không? Ban ngày không chịu ăn uống đầy đủ, ban đêm lại không chịu đi ngủ đủ. Chàng còn nói thiếp nữa, đêm hôm chàng ngân nga hát, ru thằng bé còn chưa ra đời này, thiếp ngủ nổi sao? Sao vậy? Con trai đạp bụng thiếp rồi. Cái gì? Thằng nhóc này dám bắt nạt nàng, còn chưa ra đời đã bên cha rồi. Hay là chàng mang thai nó đi, thiếp không chịu cực nữa đâu. Đợi nó ra, ta nhất định phải tẩn nó một trận. Dám bắt nạt nữ nhân cha nó yêu nhất, ta phải cho nó một trận ra trò. Có ai làm cha như chàng không? So sánh với chàng, Nguyên ca có vẻ giống nô tỳ của thê tử hơn. Ta cũng vậy. Đây là truyền thống dễ dàng của Vinh Vương phủ chúng ta đó. Tiểu thư, chàng ấy chỉ có mỗi cái miệng thôi. Điểm này thì hơn hẳn ta rồi. Ta còn phải học hỏi hắn, sau này còn phòng thân. Là sao? Thiếp bắt nạt chàng à? Không, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẫu thân, Thái Liên cô cô dịu dàng như vậy, tại sao người dữ dằn vậy? Sao cha lại lấy mẫu thân chứ? Cái thằng ôn này nói hay lắm, còn dám nói nàng với phái nữ như vậy, coi chừng tương lai không lấy được vợ đâu. Đành đá, ngoan. Không sao chứ? Mẹ, tiểu thư, thái tử phi. Thiển Nguyệt, nàng còn thấy khó chịu chỗ nào không? Lạ quá, mạch tượng ổn định, sao tự dưng lại như vậy? Chắc là do thời tiết nóng quá nên hơi tức ngực thôi, không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng quá. Chắc là vậy rồi. Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe.
Thiển Nguyệt. Hôm nay nàng dậy sớm vậy? Thiếp thấy chàng mua cho thiếp rất nhiều trăm. Thiếp đang nghĩ rốt cuộc nên chọn chiếc nào. Ta chọn giùm nàng. Chiếc này đi. Để ta cài cho nàng. Được. Nào. Sao vậy? Không sao. Gì mà giật mình thon thót vậy? Được rồi. Đẹp không? Đẹp lắm. Nương tử nhà ta đẹp thật. Như vậy là sao? Không có gì. Thiển Nguyệt, nàng đứng lại đó. Nàng đang giấu ta chuyện gì phải không? Không có. Nàng có. Có chuyện gì thì nói cho ta biết đi. Thật ra thiếp cũng không muốn giấu chàng, chỉ không biết phải mở lời thế nào thôi. Có lẽ thiếp sắp phải đi rồi. Đi là sao? Chẳng phải thiếp đã nói với chàng rồi sao? Thiếp vốn không phải người của Thiên Thánh. Hồi thiếp mới tới đây đã từng biến mất trong gương một lần. Về sau thiếp thấy trong sách nói, phàm là kẻ mượn xác hoàng hồn, không có dương thọ, cũng không có âm thọ, hoặc hơn tháng, hoặc hơn năm, rồi sẽ tan thành tro bụi. Ta không tin. Ta không tin đâu. Thiển Nguyệt, nàng cho ta biết, tất cả đều là giả, đều là nàng lừa ta. Có phải không? Nàng nói đi. Thiển Nguyệt, nàng yêu ta như vậy, tình sâu nghĩa nặng với ta, nàng sẽ không bỏ lại ta như vậy đâu. Có phải không? Thiếp cũng không muốn bỏ lại chàng, nhưng thiếp sợ lỡ như không có lỡ như Dung Cảnh, chàng bình tĩnh đi. Chàng nghe thiếp nói, lỡ nàng mà bỏ rơi ta thật, từ nay về sau ta sẽ năm thề bảy thiếp, ai nấy đều xinh đẹp yêu kiều. Bây giờ chàng có nói những lời như vậy để chọc tức thiếp à? Không sai. Ta không chỉ dám nói, ta còn dám làm. Sau khi nàng đi, Vinh Vương phủ ta sẽ có vô số nữ nhân giàu ở. Nàng biết đó, nam nhân trước này luôn bạc tình. Nàng đã chết rồi, còn bắt ta vì nàng mà giữ thân trong sạch? Không có chuyện đó đâu. Dung Cảnh, sao chàng có thể thốt ra những lời đó chọc tức thiếp? Chàng biết rõ thiếp buồn lắm rồi. Chàng biết rõ thiếp không nỡ ra đi, không nỡ rời xa chàng mà. Nhưng thiếp thật sự chẳng còn cách nào hết. Ta cho nàng biết, nếu nàng không muốn ta năm thê bảy thiếp, thì hãy sống thật ngoan cho ta, không được suy nghĩ linh tinh, không được nghĩ ra cách. Dù ta có phải chọc thủng trời cũng sẽ nghĩ ra. Nàng còn dám ăn nói lung tung, ta quyết không tha thứ nàng. Thiển Nguyệt, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để nàng ở lại. Dù là có lên trời xuống biển, tìm khắp chân trời, ta tin nhất định sẽ có cách. Ta quyết không để nàng tan thành tro bụi đâu. Ta nhất định phải để nàng ở lại bên ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tại sao? Cả đêm không ngủ, chị ở đây vẽ, vẽ nhiều như vậy. Lúc vẽ, chàng đang nghĩ những gì? Nhớ nàng. Nhớ nàng không ngừng nghỉ. Tâm trí chỉ có nàng. Nhớ tới độ tim đau nhói, tới không còn cảm giác. Thiển Nguyệt, ta phải ghi hết lại từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không quên, cũng sẽ không quên. Ta xin lỗi, ta nhu nhược quá rồi, không đáng để nàng thương. Chẳng phải chàng nói sau khi thiếp đi, chàng sẽ năm thê bảy thiếp sao? Trái tim ta vì nàng mà chết, cũng vì nàng mà sống. Chẳng thể chứa thêm người nào nữa rồi. Thiển Nguyệt, Thiển Nguyệt,
có phải kỳ đại hạn của thiếp sắp tới rồi phải không? Đừng nói linh tinh, nàng đừng nói linh tinh. Tiễn Nguyệt, có phải nàng có cách trở về không? Trước đây ta nghe nàng nói chỉ cần gom đủ ba vật báu là có thể trở về quê hương của mình, có phải thật không? Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt ta. Ta không làm được. Ta thật sự không làm được. Nếu là như vậy thì thà nàng cứ trở về thế giới của mình. Chỉ cần nàng còn sống thì ta vẫn còn một chút niệm tưởng. Dù từ nay về sau chúng ta không gặp lại nữa, ta cũng sẽ yêu nàng mãi mãi. Chủ nhân, hay là để ta ra ngoài tìm thử? Chàng vẫn thấy chưa đủ loạn sao? Cáo thì mới dán được 2 ngày, có thể đã sắp có tin vui rồi. Thái tử, vừa có một người láng giềng tới khám bệnh, nhìn thấy cáo thị để lại cuốn sách này ngoài cửa. Người đó nói đội ơn thái tử cứu chữa, không biết lấy gì báo đáp, chỉ đành báo đáp bằng cuốn sách này. Chính là cuốn sách này. Trâm ngọc, hóa ra vật báu thứ ba trước giờ vẫn luôn ở cạnh chúng ta. Trâm ngọc, nhưng ta đã hủy nó mất rồi. Phượng hoàng trùng sinh, trùng sinh. Tiếp hiểu rồi. Show me she.